Michelle 2020, hai người đẹp top 10 công khai yêu nhau, đã đính hôn đồng giới, nhan sắc cực phẩm. Cùng đạt thành tích top 10 tại Michelle International 2020, nhiều khán giả bất ngờ khi Fabiola Valentin và Marian Avalera bất ngờ công khai tình cảm. Cặp đôi tiết lộ về chung một nhà bằng lễ đính hôn cực ngọt ngào. Những ngày vừa qua, drama Michelle International đã làm cộng đồng sắc đẹp dậy sóng với vị trí Á hậu 1 thuộc về Thái Lan và Việt Nam out top 10 một cách bất ngờ. Nhiều bình luận cho rằng, chủ tịch cuộc thi Hoa hậu Hòa bình thiếu công bằng, thiên vị gà cưng. Đặc biệt, màn body shaming Thiên Ân trên sóng livestream hay ồn ào tước vương miện Á hậu 5 càng làm khán giả thất vọng về ý nghĩa hòa bình mà Michelle đang tìm kiếm. Tạm gác những dư luận trái chiều, fan hâm mộ Beauty Queen không khỏi bất ngờ trước thông tin hai người đẹp từng lọt top 10 Michelle 2022 công khai tình cảm với nhau, đó là Fabiola Valentin và Marian Avalera. Cụ thể, trên trang cá nhân của Fabiola Valentin, bóng hồng gốc Puerto Rico chia sẻ loạt khoảnh khắc ngọt ngào của mình và bạn gái Marian Avalera đến từ Argentina. Video ghi lại cảnh cặp đôi cùng nhau làm việc, đi du lịch, tập luyện và không thể thiếu những nụ hôn tình tứ. Mặc kệ những định kiến xã hội, sau thời gian tìm hiểu, Fabiola Valentin đã trao nhận đính hôn, xác nhận mối quan hệ nghiêm túc cùng Marian Avalera. Cặp đôi cùng viết, sau khi quyết định giữ mối quan hệ một cách riêng tư, chúng tôi mở lòng vào một ngày đặc biệt, 28 tháng 10, 2022. Vốn xuất thân từ người mẫu, vì vậy cặp đôi đều sở hữu nhan sắc cá tính, đôi chân dài cực phẩm. Đặc biệt, cả hai đều tốt nghiệp cử nhân ngành báo chí, nên khả năng phỏng vấn được giám khảo đánh giá cao. Trước khi tham dự Michelle 2020, Marian Avalera, 26 tuổi, cao 1m80 và giành vương miện Hoa hậu Hoàng Vũ và đại diện Argentina tham dự Miss Universe 2019. Không kém cạnh người bạn đời, Fabiola Valentin năm nay 23 tuổi, cao 1m78 và từng theo học tại Đại học Sagrado Corazon. Cô hiện là nhà hoạt động xã hội, chuyên đấu tranh vì quyền bình đẳng giới. Trong quá trình thi đấu tại Michelle 2020, đôi uyên ương liên tục cạnh tranh nhau ở khu vực châu Mỹ Latin. Tuy nhiên, những hoạt động bên lề lại là cơ hội để Fabiola Valentin và Marian Avalera nảy sinh tình cảm. Kết quả, Hoa hậu Hòa bình năm ấy, hai người đẹp đều cán đích ở top 10 chung cuộc. Đây không phải là trường hợp đầu tiên có người đẹp công khai mình thuộc cộng đồng LGBT. Trước đó, Á hậu 1 Michelle Thái Lan Enfa Quaraha cho biết cô là người lưỡng tính, dù sở hữu trang cá nhân hơn 1 triệu lượt theo dõi cùng độ nổi tiếng tại xứ sở chùa vàng. Tuy nhiên, việc dám sống thật càng giúp Enfa Quaraha nhận thêm sự yêu quý từ khán giả. Được biết, người đẹp sinh ra và trong gia đình có truyền thống nghệ thuật. Cha cô là nhạc công J.K. Ball và mẹ là ca sĩ Luk Thung, nhạc pop country của Thái Lan. Cô lên sân khấu từ năm 6 tuổi, từng gây tiếng vang tại cuộc thi The Voice 2018. Tại chung kết Michelle 2022, Enfa Quaraha gây tranh cãi vì màn ứng xử tiếng Anh khá xù. Việc nói tiếng Anh kém khiến đại diện Thái Lan đưa câu trả lời. Đáp trả lại Antifans, chân dài sinh năm 1995 cho hay, tôi là một người không giỏi tiếng Anh, nhưng tôi đã thực hiện giấc mơ của mình, cố gắng và không ngại nó. Và tôi chưa bao giờ nghĩ rằng chúng ta nên ngừng hoàn thiện bản thân. Những sai lầm trong giao tiếp đã dạy tôi học hỏi và trở nên tốt hơn. Ngôn ngữ không phải là một sự xấu hổ. Năm 2021, Hoa hậu Hoàng Vũ Philippines Beatrice Luqui Gomez là người đẹp đầu tiên trong lịch sử công khai mình là người song tính. Cô gây xúc động với chuyện tình 7 năm với nữ DJ Tessa Dunn. Chia sẻ với Cebu Daily News, nàng hậu sinh năm 1995 kể, trong quá trình lớn lên, cô nhận ra mình bị thu hút bởi cả hai giới. Người đẹp tâm sự, cô công khai câu chuyện của bản thân với hy vọng những người trẻ thuộc cộng đồng LGBTQ+ sẽ không bị bắt nạt, cũng như những gì mà mọi người trong cộng đồng LGBTQ+ hy vọng. Tôi khao khát được chấp nhận và hòa nhập, đặc biệt là quyền bình đẳng và sự bảo vệ cho thế hệ trẻ. Những người đôi khi phải chịu sự bắt nạt và những hình thức bạo lực khác nhau, họ bị bỏ mặc và phải tự bảo vệ mình. Đặc biệt, nhiều người trong số đó còn phải chịu sự áp bức từ chính cha mẹ mình, cô chia sẻ.